Rồi tập trung nha. Lớp 7. Rồi, như vậy thì hôm trước chúng ta đã học về cái phần trừu tượng ở bên phần slide. Và chúng ta nhắc lại trừu tượng để làm gì? Trừu tượng là cái gì? Như vậy trừu tượng ở đây là một phương thức mà chúng ta chưa biết trước thực hiện nó như thế nào. Nhưng chúng ta biết rằng có và cần nó. Nhưng mà tại thời điểm hiện nay là chúng ta chưa biết phải làm sao hết. Bởi vì chưa đủ điều kiện, chưa đủ dữ kiện để chúng ta làm. Ví dụ, đối với cái đề của mình, người ta nói ở bài số 2, sinh viên bully gồm có họ tên, ngành, chỉ có hai thuộc tính họ tên và ngành. Nhưng ở phần quản lý thì người ta nói là ghét điểm. Vô lý không? Chưa có điểm lấy gì ghét. Đó là cái vô lý thứ nhất. Cái thứ hai là đối với câu 3, chúng ta sẽ thấy điểm của hai cái ngành IT và marketing. Điểm của IT có Java, HTML, CSS. Marketing có marketing, sale. Vậy điểm của hai ngành là hoàn toàn khác nhau. Vậy cách tính điểm cũng khác nhau. Nhưng đối với lại cái class sinh viên poly, người ta lại yêu cầu mình ghét điểm. Vậy lúc xây dựng cái class sinh viên poly này nè, ghét điểm, mình biết rằng tí nữa mình kế thừa là có ghét điểm đó. Nhưng mà tại thời điểm này không biết ghét điểm này tính làm sao hết. Thì chúng ta khai báo cái lớp này là trừu tượng. Biết là có nhưng mà chưa hình dung ra phải làm sao thì gọi là trừu tượng. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng. Và phát sinh đến đâu chúng ta sẽ nói tiếp đến đấy. Chúng ta xây dựng lớp đầu tiên. Class của chúng ta là sinh viên Poly, SV Poly. Và khi chúng ta tạo một cái class như thế này thì nó cũng bình thường giống như bao cái class khác. Nhưng khi bạn muốn nó là trừu tượng thì bạn sẽ dùng một cái từ khóa để cho nó trở thành một cái class trừu tượng ha. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta dùng một cái từ khóa abstract, dùng từ khóa này. Vậy chúng ta chỉ có việc đặt cái từ khóa này ở phía trước class. Đó, abstract public class. Nếu như giả sử chỗ này không có đi à. Rồi. Trường hợp hồi nãy mình cần cho cái này là tên. Cần gì đây? Đối với lại sinh viên của chúng ta cần tên và ngành. Mình có tên và ngành.
tên phẩy ngành. Mình khai báo chung cũng được ha. Tên và ngành. Rồi đến cái phương thức lấy điểm. Hiện nay mình chưa biết nó là gì hết, thì mình sẽ dùng nó là trừu tượng abstract và public. Lấy điểm. Vậy cái hàm lấy điểm, vậy có kết quả trả về kiểu có cần kết quả trả về không? Có. Kiểu là double get điểm. Và ở đây đối với lại cái trừu tượng thì chúng ta không mở để viết, mà chúng ta sẽ làm gì? Chấm phẩy. Định nghĩa vậy thôi. Định nghĩa vậy thôi. Chưa biết gì hết. Nhưng thấy nó phát sinh lỗi không? Tại sao lỗi? Tại vì trong phần trừu tượng người ta nói rằng nếu như bạn có một cái phương thức là trừu tượng thì lớp phải trừu tượng. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ khai báo thêm chỗ này là trừu tượng. Hết lỗi. Tiếp tục chúng ta viết cái phương thức lấy học lực. Get học lực. Get học lực thì trả về kết quả là gì? String. Get học lực. Và get học lực này là một phương thức mà chúng ta có thể xác nhận được làm như thế nào. Xác nhận được. Tại vì đối với bất kỳ một sinh viên nào thì nếu như ở trường này quy định rằng dưới 5 là yếu, không có kém. Ví dụ có trường người ta quy định là dưới 3.5 là kém. Còn giả sử đối với trường này người ta quy định là dưới 5 là yếu thôi. Vậy thì tại thời điểm này mình có thể xác nhận được học lực của bạn này tùy theo điểm không? Nó có cái hay ở chỗ này nè. Trong cái đoạn này mình đã biết điểm của sinh viên chưa? Chưa. Hoàn toàn chưa. Bởi vì chỉ có tên và ngành thôi. Nhưng vẫn có thể lấy để xét được học lực. Cái hay là ở chỗ đó. Cái hay của trừu tượng là ở chỗ này. Như vậy ở chỗ này mình sẽ nếu như this.get điểm. This.get điểm. Mà nhỏ hơn 5. Đấy. Mặc dù điểm tính làm sao mình không biết, nhưng mà mình biết có điểm đó. Vậy thì cái phương thức get học lực này nó dựa vào get điểm vẫn chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà mình chạy riêng cái sinh viên poly này là nó không chạy được nha. Bởi vì đâu có điểm đâu chạy. Rồi. Như vậy chỗ này nếu trong trường hợp nhỏ hơn 5 thì chúng ta sẽ return. Return cái gì mấy em? Chữ yếu ha. Chuỗi. Yếu. Chấm phẩy. Còn không, nếu điểm, get điểm mà nhỏ hơn 6.5 thì return trung bình. Còn không, nếu như this.get điểm nhỏ hơn 7.5 return khá.
Còn không, nếu như get điểm nhỏ hơn 9 thì return giỏi. Còn không, có if không? Return xuất sắc chấm phẩy. Và chúng ta đã viết xong cái hàm lấy học lực, mặc dù tại thời điểm này không biết điểm là gì cả, vẫn viết được. Và chúng ta sẽ viết qua cái class tiếp theo. Tại đây chúng ta còn một cái phương thức xuất nữa. Xuất vậy chúng ta sẽ xuất cái gì đây? Chúng ta có tên, có ngành, có điểm, có học lực. Vậy chúng ta sẽ xuất ra thông tin sinh viên. Chúng ta sẽ cộng với xịt n tên. Cộng với this.tên. Rồi chúng ta sẽ cộng với xịt n ngành 2 chấm cộng ngành cộng với xịt n điểm cộng với kết điểm cộng với học lực. Cộng với get học lực. Như vậy chúng ta đã có được hàm xuất. Mặc dù điểm bây giờ bao nhiêu mình chẳng biết nữa, nhưng vẫn xài được để viết các phương thức khác. Hay của trừu tượng là chỗ đó. Mặc dù không biết điểm bao nhiêu hết, nhưng mình khai báo có phương thức điểm, phương thức get điểm, để lấy ở đây xài, lấy đây xài, lấy đây xài, lấy đây xài. Hay của trừu tượng là chỗ này. Nếu như mà mình không gán trừu tượng thì tại cái class sinh viên bully này mình cũng chẳng viết được gì, đâu có điểm đâu viết ha. Nó hay là hay vậy ha. Rồi bây giờ mình tạo một cái class mới là sinh viên IT. Sinh viên IT. Sinh viên IT này sẽ được kế thừa từ sinh viên Poly. Sinh viên Poly. Ngay tại thời điểm này nó báo lỗi. Ngay tại thời điểm này nó báo lỗi. Tại vì nó nói rằng có một cái phương thức mà đang được định nghĩa là trừu tượng. Nó báo như mình vậy, có một cái phương thức đang định nghĩa là trừu tượng. Vậy vô đây mình chỉ cần định nghĩa lại cái phương thức trừu tượng đó là xong. Như vậy chỗ này các bạn sẽ khai báo điểm cho sinh viên IT cái đã. Điểm Java HTML CSS, đó là ba cột điểm. Và cái phương thức lúc nãy là phương thức get điểm.
sẽ được định nghĩa lại. Chú ý chỗ này, được định nghĩa lại, sẽ return. Nếu như là IT thì HTML chấm Java nhân 2 cộng this.html cộng this.css chia 4. Và chỗ này yêu cầu mình nên thêm cái từ khóa override vào đây, bởi vì mình xây dựng lại phương thức lấy điểm, xây dựng lại phương thức lấy điểm. Và đối với lại sinh viên IT thì chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Nhưng bây giờ lấy dữ liệu ở đâu mà nhập với xuất? Đâu có dữ liệu. Vậy có hai cách để mình đưa dữ liệu vào. Một là mình tạo hàm nhập. Hai là mình sử dụng hàm khởi tạo. Rồi, chú ý mình tạo hàm khởi tạo nha, chú ý chỗ này. Mình insert cái hàm khởi tạo không có đối số. Insert một hàm khởi tạo có đối số. Vậy thì đủ chưa? Cái hàm khởi tạo này đủ chưa? Điểm Java, điểm HTML, điểm CSS, sinh viên này đủ thông tin chưa? Còn gì? Còn họ tên và ngành. Như vậy thì họ tên và ngành nó không thuộc cái sinh viên IT, cho nên nó không hiện ra đây. Rồi bây giờ trong trường hợp mình bỏ cái này đi, mình bỏ cái này ha, mình qua bên sinh viên Poly này, mình viết một cái hàm khởi tạo trước. Viết một cái hàm khởi tạo trước. Rồi, mình có hàm khởi tạo của sinh viên Poly xong. Bây giờ qua sinh viên IT, mình mới viết lại một cái hàm khởi tạo mới. Thấy có gì khác? Có gì khác? Nó có kế thừa ha. Lúc nãy bên kia có thì bây giờ nó mới kế thừa. Và lúc này nó tạo cho mình cả hai hàm khởi tạo. Một là ba cái điểm, hai là cả tên và ngành luôn. Thường chúng ta sẽ đưa cái gì nào? Tên với ngành này ra trước. Thường là như vậy, để cho nó dễ làm thôi chứ, dễ nhập liệu, khỏi bị nhầm thôi chứ không có gì. Ví dụ thường chúng ta nhập liệu là chúng ta đưa tên, ngành, điểm, thì chúng ta nhập liệu nó sẽ không có bị nhầm. Còn Java người ta đưa ra cho mình vậy thì mình cứ đổi lại thôi, không sao hết. Và chỗ này dùng super tên ngành Java HTML CSS. Như vậy mình đã viết xong hàm khởi tạo cho sinh viên. Bây giờ qua đến cái main, mình sẽ tạo một cái class là sinh viên. Các bạn thấy một là sinh viên là cái class hôm trước mình viết. Và sinh viên IT, nó có sinh viên Poly không? Có SV Poly đây không? Có. Thử nha. Mình ghi SV Poly bằng new sinh viên Poly, mở ngoặc chấm phẩy, không xài được.
Ừ, sinh viên vô ly thực ra có khai cũng đâu có xài được, điểm đâu có xài, không có gì để xài hết. Cho nên chỗ này lớp trừu tượng là dùng để cho những lớp khác kế thừa, chứ không phải là để khai báo mà xài. Chỗ này mình sẽ có là sinh viên IT, là SV IT bằng new sinh viên IT. Trong này thầy sẽ khởi tạo bốn thành phần: tên Hùng, ngành ứng dụng phần mềm, điểm 9.0,8.0,7.0. Mình có 31 chấm phẩy. Và mình sẽ gọi sinh viên IT chấm xuất. Rồi mình xem thử là nó như thế nào. Rồi, tên Hùng, ngành ứng dụng phần mềm, điểm trung bình, học lực giỏi. Và tương tự như vậy, các bạn viết cho sinh viên ngành Business, ha. Và chúng ta chỉ thay đổi cái gì ở trong sinh viên Business? À, các cột điểm khác, khởi tạo khác, cách tính điểm khác. Chỉ có vậy thôi. Và các bạn có thể hoàn thiện bài số 3. Hoàn thiện bài số 3 một cách rất là đơn giản. Như vậy, qua cái thời gian này chúng ta đã hoàn thành được bài 2, bài 3 của lớp 7. Được chưa nào? Khá là đơn giản đúng không? Phần trừu tượng có thể các bạn sẽ chưa quen, nhưng các bạn phải làm